Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 5 tập 1 của cuốn sách Kết nối. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 10 trên con đường học tập. Phần đầu tiên sẽ là phần kiến thức trọng tâm. Trong tuần 10 này thì chúng ta sẽ học mà các kiến thức trọng tâm sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ học kiến thức sử dụng từ điển. Và các em sẽ được học kiến thức về tập làm văn là tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Thì đây chính là hai kiến thức trọng tâm mà các em sẽ được học ở trong tuần 10 trên con đường học tập. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu luyện tập. Trong phần đọc hiểu luyện tập này thì các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc Mèo Chip Tập Bơi. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Bài thơ Mèo Chip Tập Bơi. Mèo chip đủ tháng rồi, tập đi và săn mồi, học trèo lên cây vối, mẹ chip dặn liên hồi. Đừng tập bơi kẻo đuối, ấy mà cậu chạy vội, nhảy xuống ao tập bơi, chip run rẩy mấy hồi. Co do chân đạp nước, mèo mẹ lo kêu suốt, sợ chip ngụp ngập đầu, lại meo meo đòi mẹ. Nhưng tự hào lắm nhé, chỉ một lúc mèo mẹ thấy chip tự mình bơi, đạp nước và tự chơi như ngôi sao bơi lội. Chip ta siêu quá trời, học nhanh thực hành giỏi. Bài thơ của tác giả Thư Linh. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc bài thơ Mèo Chip Tập Bơi rồi thì chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài thơ để đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Mẹ dặn mèo chip điều gì? A. Đừng tập bơi kẻo đuối nước. B. Đừng leo trèo khỏi ngã. C. Đừng tập đi kẻo ngã. D. Cả A, B và C đều đúng. Để trả lời được câu hỏi số 1 thì chúng ta sẽ đọc đoạn khổ thơ đầu tiên. Mèo chip đủ tháng rồi, tập đi và săn mồi, học trèo lên cây vối, mẹ chip dặn liên hồi, đừng tập bơi kẻo đuối. Như vậy thì mẹ dặn mèo chip là đừng tập bơi kẻo đuối nước. Các em khoanh tròn vào đáp án A. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Khi đủ tháng, mèo chip bắt đầu học gì? A. Học trèo cây để săn mồi. B. Học đi, săn mồi, leo trèo và bơi lội. C. Học nói, đi và săn mồi. D. Học cách ngoi lên ngụp xuống khi bơi. Để trả lời được câu hỏi số 2 thì chúng ta sẽ quan sát khổ thơ số 1 và khổ thơ số 2. Mèo chip đủ tháng rồi, tập đi và săn mồi. Như vậy thì việc làm đầu tiên của mèo chip khi đủ tháng đó là tập đi và săn mồi. Mèo chip học đi và săn mồi, học trèo lên cây vối và mèo chip học leo trèo. Mẹ chip dặn liên hồi đừng tập bơi kẻo đuối và chip học cả bơi lội nữa. Như vậy thì khi đủ tháng, mèo chip bắt đầu học đi, học săn mồi, học leo trèo và học bơi lội. Các em khoanh tròn vào đáp án B. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 3. Vì sao khi mèo chip đang tập bơi, mèo mẹ lại lo lắng và kêu lên? A. Vì mèo mẹ sợ mèo chip bị cảm lạnh lại mè nheo đòi mẹ. B. Vì mèo mẹ sợ mèo chip bị chuột rút không bơi vào bờ được. C. Vì mèo mẹ sợ mèo chip ngụp ngập đầu dưới nước sẽ bị lạnh. D. Vì mèo mẹ sợ mèo chip ngụp ngập đầu dưới nước lại mè nheo đòi mẹ. Để trả lời được câu hỏi số 3 thì chúng ta sẽ đọc to khổ thơ số 3. Co do chân đạp nước, mèo mẹ lo kêu suốt, sợ chip ngụp ngập đầu, lại meo meo đòi mẹ. Vậy thì lý do mà khi mèo chip đang tập bơi mà mèo mẹ lại lo lắng và kêu lên là bởi vì mèo mẹ sợ mèo chip ngụp ngập đầu dưới nước thì lại mè nheo đòi mẹ. Vậy câu trả lời đúng ở đây là đáp án D. Các em khoanh tròn vào đáp án D. Câu 4. Điều gì đã khiến mèo mẹ tự hào về mèo chip? A. Mèo chip đi ở dưới nước giỏi như một ngôi sao bơi lội. B. Mèo chip lặn ở dưới nước giỏi như một ngôi sao bơi lội. C. Mèo chip ngoi lên lặn xuống giỏi như một ngôi sao bơi lội. D. Mèo chip đã tự bơi, tự chơi dưới nước như một ngôi sao bơi lội. Như vậy thì điều gì khiến cho mèo mẹ tự hào về mèo chip? Đó là mèo chip của chúng ta đã tự bơi, tự chơi dưới nước giống như một ngôi sao bơi lội. Vậy câu trả lời đúng ở đây là đáp án D. Các em khoanh tròn vào đáp án D. Câu 5. Mèo chip trong bài thơ trên là con vật như thế nào? A. Rất ương bướng, không nghe lời mẹ. B. Rất thông minh, học nhanh và thực hành giỏi.
C. Thích khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. D. Rất thông minh và chăm chỉ nhưng không nghe lời mẹ dặn. Mèo chip của chúng ta ở trong bài đọc là một người rất là thông minh, học nhanh và thực hành rất giỏi. Vậy câu trả lời đúng ở đây là đáp án B. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án B. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau. A. Nghĩa gốc của từ nhà là gì? Tra từ điển và đánh dấu tích vào ý đúng. Ý đầu tiên, chỗ ở riêng thường cùng với gia đình. Ý số 2, tập hợp người có quan hệ gia đình cùng ở trong một nhà. Ý số 3, tập hợp những vua cùng một dòng họ kế tiếp nhau trị vì. Ý số 4, công trình xây dựng có mái, có tường vách để ở hay để sử dụng vào một việc gì đó. Vậy thì từ nhà nó sẽ có nghĩa gốc là một công trình xây dựng có mái, có tường vách để ở hay để sử dụng vào một việc gì đó, thì đây chính là nghĩa gốc của từ nhà. Các em hãy đánh dấu tích vào ý số 4. Câu B. Đặt câu với từ nhà có nghĩa người hoặc những gì có quan hệ rất gần gũi, thuộc về hoặc coi như thuộc về gia đình mình, tập thể mình. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi đặt một câu có chứa từ nhà mang nghĩa là người hoặc những gì có quan hệ rất gần gũi, thuộc về hoặc coi như thuộc về gia đình mình, tập thể mình. Thì với câu này cô sẽ có câu trả lời như sau. Anh ấy đã rời thành phố về sống ở quê nhà. Anh ấy đã rời thành phố về sống ở quê nhà. Như vậy, với câu này thì từ nhà sẽ có nghĩa là người hoặc những gì có quan hệ rất gần gũi, thuộc về hoặc coi như thuộc về gia đình mình, tập thể mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Hãy tra từ điển để tìm ba từ đồng nghĩa với từ sáng dạ. Thì cô sẽ có ba từ đồng nghĩa với từ sáng dạ như sau. Từ đầu tiên là từ thông minh, từ thứ hai là từ sáng ý, từ thứ ba là từ khôn ngoan. Thì đây là ba từ đồng nghĩa với từ sáng dạ. Câu 8, em hãy tra từ điển và cho biết nghĩa của các từ sau. Từ đầu tiên là từ nhận biết. Từ nhận biết thì nghĩa của từ nhận biết ở đây là nhận ra mà biết mà hiểu được. Nghĩa của từ nhận biết là nhận ra mà biết mà hiểu được. Thì đây chính là nghĩa của từ nhận biết. Tiếp theo, nghĩa của từ thông thái, tức là có kiến thức sâu rộng. Cuối cùng, nghĩa của từ thông minh. Nghĩa của từ thông minh ở đây là có năng lực trí tuệ tốt. Có năng lực trí tuệ tốt, hiểu nhanh, tiếp thu nhanh. Như vậy thì từ nhận biết có nghĩa là nhận ra mà biết mà hiểu được. Còn từ thông thái có nghĩa là có kiến thức rất là sâu rộng. Và từ thông minh là có năng lực trí tuệ tốt, hiểu nhanh và tiếp thu nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 9. Nối các câu văn sau với nghĩa phù hợp của từ in đậm trong câu văn đó bằng cách tra từ điển những từ in đậm. Câu đầu tiên, dưới đáy biển có nhiều loài sinh vật xinh đẹp. Vậy thì dưới đáy biển có nhiều loại sinh vật xinh đẹp, vậy thì từ biển ở đây sẽ có nghĩa là gì? Từ biển ở đây sẽ có nghĩa là vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất. Thì đây chính là nghĩa của từ biển trong câu văn này. Câu thứ hai, vây quanh làng em là một biển lúa vàng. Vậy thì từ biển trong câu văn số 3 sẽ có nghĩa là khối lượng to lớn trên một diện tích rộng. Thì đây chính là từ nghĩa của từ biển trong câu văn số 2. Câu số 3, biển đông rộng mênh mông bát ngát, thì từ biển trong câu văn số 3 có nghĩa là phần của đại dương ở ven đại lục ít nhiều bị ngăn ra bởi đất liền hoặc đảo. Thì đây chính là nghĩa của từ biển trong câu văn số 3. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 9 câu hỏi ở trong phần đọc hiểu rồi, thì chúng ta sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Cô có đề bài như sau, hãy lập dàn ý cho đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách em đã đọc. Vậy thì để viết được đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách thì chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên sẽ là phần mở đầu. Phần đầu tiên sẽ là phần mở đầu. Phần mở đầu thì chúng ta sẽ giới thiệu chung về nhân vật trong cuốn sách mà các em muốn giới thiệu. Phần này là chúng ta sẽ giới thiệu chung về nhân vật trong cuốn sách. Nhân vật ở trong cuốn sách chúng ta sẽ giới thiệu tên nhân vật. Đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu tên nhân vật. Vậy nhân vật mà cô muốn giới thiệu ở đây là nhân vật Việt. Nhân vật Việt ở trong cuốn sách nào thì chúng ta ghi rõ nhân vật ở trong cuốn sách. Nhân vật Việt ở trong cuốn sách, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5. Như vậy là phần mở đầu là chúng ta sẽ đi giới thiệu chung về nhân vật trong cuốn sách là tên nhân vật này và tên cuốn sách mà chúng ta. Như vậy trong phần mở đầu thì chúng ta cần phải giới thiệu được tên nhân vật ở trong cuốn sách và giới thiệu được tên cuốn sách. Tiếp theo phần 2 là phần triển khai. Ở trong phần triển khai thì chúng ta sẽ nêu những đặc điểm nổi bật của nhân vật.
Nêu đặc điểm nổi bật của nhân vật. Vậy thì nhân vật Việt có những đặc điểm gì nổi bật? Đầu tiên là về tính cách. Nhân vật Việt thì có tính cách là rất là hiếu thắng và ích kỷ. Tính cách của nhân vật Việt qua bài đọc là hiếu thắng và ích kỷ. Tiếp theo là về hành động. Vậy thì trong bài đọc nhân vật Việt của chúng ta Vậy thì trong bài đọc nhân vật Việt của chúng ta có hành động gì? Đó là Việt giận dỗi. Sau khi mà bị các bạn trách mắng thì Việt đã giận dỗi và không đá hiệp 2. Việt đã giận dỗi, không đá hiệp 2. Và sau khi thấy đồng đội ghi bàn thì Việt đã hiểu ra được tầm quan trọng của việc hợp tác và hỗ trợ đồng đội. Sau khi thấy đồng đội ghi bàn, Việt đã hiểu ra được tầm quan trọng. Việt đã hiểu ra được tầm quan trọng của việc hợp tác và hỗ trợ đồng đội. Như vậy ở trong phần triển khai này thì chúng ta cần phải nêu được tính cách và hành động của nhân vật Việt. Tiếp theo là phần kết thúc. Phần cuối cùng của một đoạn văn là phần kết thúc. Phần kết thúc thì các em sẽ nêu bài học rút ra từ nhân vật đó. Tức là chúng ta sẽ nêu bài học rút ra từ nhân vật Việt. Và qua nhân vật Việt thì chúng ta đã rút ra được một bài học, đó là sống trong một tập thể thì không được ích kỷ. Phải tôn trọng, đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy, để chúng ta có thể lập được một dàn ý cho đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong một cuốn sách đã đọc thì đầu tiên sẽ cấu trúc của một đoạn văn giới thiệu một nhân vật sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên là phần mở đầu. Trong phần mở đầu là chúng ta sẽ giới thiệu chung về nhân vật đó. Vậy thì nhân vật chúng ta sẽ giới thiệu tên của nhân vật. Nhân vật mà chúng ta muốn nói đến ở đây tên là gì? Và nhân vật đó thì ở trong cuốn sách nào? Thì đấy là phần mở đầu. Tiếp theo đến phần triển khai. Khi đến phần triển khai thì các em cần phải nêu những đặc điểm nổi bật của nhân vật đó. Là chúng ta sẽ nêu đặc điểm nổi bật về tính cách này và đặc điểm nổi bật về hành động. Và phần cuối cùng là phần kết thúc đoạn văn. Kết thúc đoạn văn thì chúng ta có thể nêu bài học mà chúng ta rút ra từ nhân vật đó, hoặc là chúng ta có thể nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật đó. Như vậy, để có thể lập được dàn ý cho đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách thì cô nhắc lại một lần nữa thì đoạn văn sẽ gồm có 3 phần. Phần mở đầu sẽ đi giới thiệu chung về nhân vật ở trong cuốn sách, là tên nhân vật, tên cuốn sách. Phần thứ hai là phần triển khai thì các em sẽ nêu những đặc điểm nổi bật về tính cách và hành động của nhân vật đó. Và phần thứ ba là phần kết thúc, là chúng ta sẽ nêu bài học rút ra từ nhân vật đó hoặc là nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật đó. Thì đấy chính là dàn ý cho một đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách mà em đã học. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần nghe nói. Em hãy giới thiệu với bạn bè về một người mà em khâm phục, ngưỡng mộ. Ở đây cô sẽ có 4 bức tranh nhân tương 4 bức tranh này đã là tương ứng với 4 nhân vật. Đầu tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thứ hai là Tạ Quang Biểu, hình ảnh thứ ba là thầy Nguyễn Ngọc Ký và hình ảnh số 4 là Hai Bà Trưng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn một trong 4 nhân vật này, sau đó chúng ta sẽ giới thiệu cho người thân hoặc là bạn bè của mình cùng nghe. Và với phần nghe nói này thì cô sẽ có đoạn giới thiệu mẫu như sau. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký được biết đến là người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết. Từ năm lên 4 tuổi, thầy đã bị liệt và bại liệt cả hai tay, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Thầy tập viết bằng chân và vượt lên số phận. Hồi nhỏ để tập viết, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký phải quặp viên gạch non giữa hai ngón chân để viết lên sân, phải tập viết cả 100 lần để cho những con chữ tròn trịa. Khó khăn là thế nhưng thầy chưa từng từ bỏ. Suốt cả cuộc đời, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò về nghị lực. Thầy là tấm gương sáng cho lòng kiên trì, quyết tâm phi thường và ý chí học tập suốt đời. Thì đây chính là phần nghe nói giới thiệu về một người mà em khâm phục và ngưỡng mộ. Để có thể hoàn thành được phần nghe nói này thì các em hãy dựa vào đoạn văn mẫu của cô, cũng như là chúng ta lựa chọn cho mình một người, một nhân vật mà em cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ. Sau đó các em sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân của mình cùng nghe các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài tập của tuần 10 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập ở tuần 11. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.